Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân. Tập 26. Chương 251, em sợ là nữ sao? Mặc dù đã lên Thượng Hải nhiều năm nhưng anh vẫn còn nhớ rõ kinh nghiệm mò ốc. Lúc này, Lâm Phong dắt thùng vào hông, cúi người xuống, ghé sát mắt xuống mặt nước, chăm chú tỉ mỉ quan sát đám ốc đang bám chặt vào tảng đá. Tới lúc nước xuống, đám ốc bám trên đá kia lần lượt được Lâm Phong phát hiện như bảo tàng nhỏ. Anh nhanh tay bắt chúng bỏ vào trong thùng đỏ. Vỏ ốc cứng va vào nhau, phát ra âm thanh lốp bốp, rất vui tai. Nhóm ba người Lâm Phong chơi đùa trong dòng suối nhỏ tới trưa mới quay về nhà. Lúc về đến nhà, Lâm Giao và Nhị Thúc cũng đang ở đó. Thấy Lâm Phong dẫn Khương Y Thanh và Thiến Thiến quay trở lại, Nhị Thúc vội vàng đứng dậy, thông báo, Tiểu Phong, người thu mua trái cây hôm trước đã tới. Nói là tới tìm cháu đó, thu mua hoa quả. Lâm Phong suy nghĩ một hồi, là người của Bạch Quả Viên đó sao? Lâm Phong hỏi, người đâu? Lâm Hữu Can nói, bọn họ đến lúc cháu không có nhà, chú cũng không thể để họ chờ ở nhà cháu được, thế nên đã mời họ tới nhà chú rồi, bọn họ vẫn đang chờ cháu đó. Cháu mau sang đó đi. Nhị Thúc xoa xoa tay, vô cùng hưng phấn cùng hồi hộp. Lâm Phong gật đầu, quay sang dặn dò Nhị Thúc, vâng, thế để cháu đổi đôi giày rồi sang, chú về trước báo với người ta một tiếng trước đi ạ. Được. Nhị Thúc Lâm Hữu Can cười hắc hắc chạy về nhà. Lâm Thiến Thiến vui vẻ chạy về phía Lâm Giao, như kẹo da trâu dính chặt lấy Lâm Giao, tiểu cô nhìn này. Cua nhỏ Thiến Thiến bắt đó, cho cô một con được không ạ? Mặc dù Lâm Giao vẫn còn hơi sợ Lâm Phong, nhưng đối với Lâm Thiến Thiến vẫn vô cùng có hảo cảm. Lập tức, cả hai bám lấy nhau chơi chung. Lâm Phong vào phòng nhanh chóng thay quần áo, giày dép, thay xong mới đi ra ngoài. Em và Thiến Thiến ở nhà chờ anh nhé, anh đi một lát rồi về ngay. Lâm Phong vươn tay xoa đầu Khương Y Thanh. Lúc này Lâm Giao vẫn còn ở đây, thấy Lâm Phong trực tiếp vươn tay xoa đầu mình, Khương Y Thanh lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói, em biết rồi. Lâm Phong hài lòng gật đầu, đi về phía cửa, nhà Nhị Thúc sát vách. Lâm Hữu Căn rót trà cho Tạ Triệu Khôn, dầu dĩ không biết nên nói cái gì, kết quả vừa ngẩng đầu đã trông thấy Lâm Phong từ cửa bước vào. Nhị Thúc vội vàng nói, tới rồi, Tiểu Phong tới rồi. Tạ Triệu Khôn nghe vậy, lập tức đặt chén trà trong tay xuống vội vàng nhìn ra ngoài cửa. Vừa nhìn, quả nhiên là Lâm Phong đang đi vào. Ha ha ha, Lâm lão bản, đã lâu không gặp. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Phong sửng sốt trong chốc lát. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phong lập tức nhận ra Tạ Triệu Khôn. Lâm Phong dừng lại một lát, sau đó mới bất đắc dĩ cười nói, sao lại là anh? Sao anh lại tới đây rồi? Tạ Triệu Khôn giống y như lần trước gặp Lâm Phong, dưới nách kẹp cặp công văn, tóc chải sáng loáng bóng mượt, ngũ quan xem ra càng phúc hậu. Chịu thôi, là công ty kêu tôi tới. Tạ Triệu Khôn bất đắc dĩ giang hai tay, đáp, tại Lâm lão bản không? Chịu đáp ứng bán những loại trái cây khác cho Bạch Quả Viên chúng tôi, cho nên làm gì còn có cách nào khác, lão bản bên chúng tôi để chúng tôi tự mình tới đây một chuyến thôi. Nói gần nói xa thế này đã cho Lâm Phong đủ mặt mũi. Nhưng đáng tiếc Lâm Phong không phải là người sĩ diện, mang mũ cao, những lời Tạ Triệu Khôn lải nhải, anh chỉ mỉm cười lắng nghe. Hai người cứ thế mà bàn bạc trò chuyện về hoa quả. Mà ở sát vách, Lâm Giao và Lâm Thiến Thiến hết chơi cua lại đi bắt bướm, cả hai đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Khương Y Thanh thấy vậy, quyết định đi giặt quần áo Lâm Phong đã thay ra vừa nãy trước, sau đó mới bắt đầu đi nấu cơm. Cô đi vào phòng tắm cầm quần áo Lâm Phong thay ra đặt trên giá, bỏ vào trong chậu, chuẩn bị đổ nước giặt vào. Ngay khi Khương Y Thanh chuẩn bị đổ nước giặt vào chậu, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng. Đúng rồi. Cô phải kiểm tra túi của Lâm Phong trước đã, chẳng may trong đó có thứ gì trọng yếu hoặc là tiền bị cô giặt đi thì chết. Không phải là do cô cố ý muốn sờ vào túi của anh đâu. Khương Y Thanh vươn tay sờ vào túi của Lâm Phong. Tức khắc, một tờ giấy nho nhỏ xuất hiện ở trong tay Khương Y Thanh. Nói đúng hơn, đây là một tờ biên lai. Một tờ biên lai màu hồng nhạt với một dãy số được viết trên đó. Mặc dù trong đầu Khương Y Thanh có một giọng nói với cô ấy rằng đây là tư ẩn của Lâm Phong, cô ấy không nên cũng không thể đọc được nó. Nhưng lúc này lòng hiếu kỳ dường như đã bén rễ, khiến Khương Y Thanh vô thức liếc nhìn tờ giấy kia. Cửa hàng Ngọc Thạch của Tiền Lão Tam.
Khương Y Thanh tỉ mỉ xem xét biên lai, phát hiện ra đây là biên lai Lâm Phong ủy thác cho Tiền lão sư hỗ trợ chế tạo phỉ thúy. Trên biên lai viết số tiền và một vài tin tức không có tác dụng. Đại khái có thể nhìn ra được là Lâm Phong ủy thác cho cửa hàng Ngọc Thạch của Tiền lão Tam hỗ trợ chế tạo một bộ trang sức. Mặc kệ chế tạo cái gì thì đó cũng là quyền tự do cá nhân của người khác. Trong đầu Khương Y Thanh mặc niệm lấy ý nghĩ này, sau đó cô đặt biên lai trên bàn cà phê ở trong phòng khách, lúc này mới đi giặt quần áo. Chỉ là, trong trái tim cô như thể có một hạt giống nhỏ đã được gieo xuống, bắt đầu nảy mầm. Rất tò mò, tại sao Lâm Phong lại chế tạo đồ trang sức? Anh ấy định chế đồ trang sức này là để đưa cho ai đây? Suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu Khương Y Thanh, mãi cho đến khi Lâm Phong quay trở lại cô vẫn không yên lòng. Tiểu Thanh, thấy Khương Y Thanh thất thần, Lâm Phong buồn cười đi qua, đưa tay vẫy vẫy trước mắt cô. Lúc này, Khương Y Thanh mới hoàn hồn trở lại, thấy Lâm Phong tới gần, cô vốn định hỏi, nhưng lời đã ra tới miệng nghĩ thế nào lại nuốt trở vào. Trưa nay anh muốn ăn gì? Khương Y Thanh hỏi. Lâm Phong vừa mới ký kết hợp đồng xuất hàng xong, tâm trạng rất tốt, lập tức cười nói, anh vừa mua nấm linh, sam gà về, chúng ta làm món mì nấm linh sam đi. Lâm Phong nói xong, vén tay áo lên đi tới chuẩn bị tiếp nhận công việc của Khương Y Thanh. Anh cũng mệt rồi, để em làm cơm chưa cho, dùng bếp ga. Không sao. Lâm Phong vươn tay, nhéo nhẹ lên má Khương Y Thanh. Xúc cảm trơn bóng non nớt này làm anh hài lòng nheo mắt lại. Buổi chiều anh phải đi gặp Trần Đầu To, em ở nhà trông Thiến Thiến hộ anh nhé. Lâm Phong cười nói, rửa nấm linh sam gà. Khương Y Thanh sửng sốt, Trần Đầu To. Đúng, tên là Trần Phát, bạn học cũ của anh ấy mà. Lâm Phong cũng không ngẩng đầu lên, cười nói. Trong đầu Khương Y Thanh bỗng nhiên hiện lên hình ảnh tờ biên lai kia, vô thức hỏi, là nam hay là nữ? Lâm Phong đang rửa rau, nghe thấy lời này của Khương Y Thanh, lập tức cười phá lên. Anh ngẩng đầu nhìn Khương Y Thanh ở bên cạnh, tiến gần tới tai cô thì thầm nói, sao vậy, em lo lắng là nữ sao? Chương 252, biến cố của Trần Phát. Mặc dù ý nghĩ này vẫn luôn ở trong đầu Khương Y Thanh, song lúc này bị Lâm Phong vạch trần, khiến khuôn mặt của cô lập tức đỏ lên. Hai gò má đỏ bừng, thanh tú động lòng người, cực đáng yêu. Mới, không có. Khương Y Thanh cắn môi, tức giận nói, mặc kệ anh đấy, em dẫn Thiến Thiến đi chơi đây. Nói xong, cô quay người rời đi, chỉ còn lưu lại bóng lưng đang chạy trối chết. Thấy được dáng vẻ này của Khương Y Thanh, Lâm Phong lập tức cười phá lên. Cô nàng này, đáng yêu quá đi mất. Ăn cơm chưa xong, Lâm Giao tới dẫn Lâm Thiến Thiến và Khương Y Thanh đi chơi. Còn Lâm Phong ở nhà thu dọn, xong việc anh cất điện thoại di động vào trong túi, rời nhà đón xe đi thị trấn. Trần Đầu To và Lâm Phong đã hẹn gặp nhau tại một nơi trong trấn, là quán nét đối diện trường sơ trung. Trước đây, chuyện mà Trần Đầu To thích làm nhất đó là cứ tới giờ nghỉ trưa, vụng trộm lén ra khỏi trường học, sau đó đi nhặt tàn thuốc lá trong quán nét này để bán. Nhiều kẻ lang thang sẽ bỏ tiền ra để mua đầu thuốc từ trong tay hắn, một tệ mua được 10 cái. Hoặc lại đi nhặt chai suối nước khoáng, tóm lại là tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. Lâm Phong một đường từ trong làng ra, bắt xe taxi thẳng đến trường học sơ trung. Sau một tiếng rưỡi đi đường, cuối cùng anh mới xuống được taxi. Trường học ở trong trí nhớ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhờ sự đóng góp của những người có tiền, ngôi trường đã được cải tạo trùng tu. Phòng học lớn không còn lụp sụp rách nát như trước kia nữa mà giờ phút này ở dưới ánh nắng kia, rực rỡ hẳn lên. Lâm Phong phải nỗ lực lắm mới có thể nhận ra được trường học của mình, sau đó dựa theo con đường trong trí nhớ, xuyên qua lối qua đường, đi qua dải cây xanh mới tới được quán nét đối diện. Tên quán nét này rất đơn giản cũng rất thực tế, gọi là quán nét Liên Minh. Có điều ngoại trừ cái tên không đổi ra thì tất cả mọi thứ đều rực rỡ hẳn lên, xem ra đã phát triển hơn trước rất nhiều. Lâm Phong đi vào quán nét, em gái ở. Quầy ba nhìn Lâm Phong hỏi, chơi nét sao? Lâm Phong cười đáp, phòng bao C, đã có người mở máy. Em gái quầy ba thấy Lâm Phong nói vậy, nghi hoặc quan sát Lâm Phong từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi, là Trần ca hẹn tới sao? Trần ca, Lâm Phong ngẩn người, chợt nhận ra, em gái này hẳn là nhắc tới Trần Đầu To. Lâm Phong tức khắc gật đầu, cười đáp, đúng. Em gái quầy ba cũng gật đầu theo, nhanh chóng chỉ vào phòng bao ở trong cùng, nói, bên trong kia kìa,
Trần ca chờ anh rất lâu rồi đó. Lâm Phong im lặng một hồi, dù sao hiện tại đi ra ngoài bất kể là người hay là quỷ cũng đều có thể gọi một tiếng ca. Lâm Phong đi tới góc trong cùng của quán net. Vài phút sau, anh đã đứng trước cửa phòng bao C. Lâm Phong đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại, nhưng không thể ngờ rằng hiện tại lại gặp nhau như thế này. Gặp nhau trong quán net, thật sự là duyên phận kỳ diệu. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, chấn định lại kích động trong lòng, vươn tay gõ cửa. Gõ xong, anh mới đẩy cửa đi vào. Phòng bao rất lớn. Đây hẳn là phòng bao tốt nhất, tiền phòng này một giờ đắt hơn 2 tệ so với những phòng khác. Lúc Lâm Phong đẩy cửa đi vào lại tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại một lần nữa. Chỉ là, dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt anh vẫn rất sửng sốt bất ngờ. Ở bên trong, cái ghế bị kéo ra, một chiếc xe lăn thình lình xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Xe lăn rất mới, trên bánh xe không có nhiều tro bụi, xem ra hẳn là vừa mới mua. Ở trên xe lăn là một người đang cười nhạt, yên lặng ngồi trên ghế. Người này xem ra đã sớm cùng với cây giá đỗ cao lớn trong ký ức khác xa hoàn toàn. Trần Phát lúc này, gương mặt gầy gò mà xoáy khí, mang theo nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, trông thấy Lâm Phong đi vào, cười nói, Phong tử, đã lâu không gặp. Đại não đứng máy của Lâm Phong cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh ngạc mở to miệng, đầu to. Cậu đây là... Lâm Phong từng tưởng tượng ra cảnh cuộc sống của Trần đầu to không được như ý muốn, khi gặp lại có lẽ sẽ là rách nát không chịu nổi, thất vọng khốn khổ. Cũng nghĩ qua cảnh Trần đầu to sẽ phất lên như diều gặp gió, hiện tại không giống như lúc trước nữa. Nhưng lại không hề tưởng tượng ra được cảnh trước mắt này. Sao? Cậu ta lại ngồi trên xe lăn thế này? Thấy Lâm Phong mở miệng, trong mắt Trần Phát hiện lên tia nhàn nhạt ảm đạm, lại cười ha ha đi tới nói, tới đây nào, thật vất vả anh em mình mới gặp lại một lần. Đến ngồi đi, rồi anh em mình tâm sự, đề cập tới cái chân này làm gì, chẳng qua là tai nạn xe cộ ấy mà, cũng đã qua nhiều năm rồi. Trần Phát cười xòa, rất có dáng vẻ nhẹ như mây khói. Trong lòng Lâm Phong vốn dĩ đang cảm thấy khó chịu, chỉ là khi thấy Trần Phát tỏ vẻ không để ý nhiều lại cũng không có ý muốn tiếp tục mở miệng đề cập tới về ngoại hình. Anh cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, nuốt những lời muốn nói vào. Trong bụng, Lâm Phong ngồi xuống, nhìn Trần Phát, mãi vẫn không biết nên mở miệng như thế nào. Nhiều năm chưa gặp lại, muốn mở miệng ôn chuyện xưa, nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Vẫn là Trần Phát mở miệng trước. Phong tử sau khi tốt nghiệp trung học cậu lên Thượng Hải lên, nên chắc không biết được chuyện này đâu, cậu vừa bước chân rời làng tôi cũng xách ba lô đi theo đấy. Trần Phát tươi cười kể lại, trên bàn của hắn đặt một ly trà, có vẻ rất nóng. Trần Phát lại không hề để ý, trực tiếp cầm chén trà lên, hai tay chắp lại, hấp thu hơi ấm. Lâm Phong nhìn Trần Phát, chất vấn, cậu đi thành phố Thượng Hải làm gì? Đến rồi sao không nói cho tôi biết? Ha, năm đó là tôi trộm tiền trong nhà đi Thượng Hải đó, trong nhà làm gì có tiền, là tôi lấy tiền mua quan tài của Gia Gia, nãi nãi để mua vé xe đó. Nhớ tới chuyện năm xưa, Trần Phát bất đắc dĩ cười một tiếng, tới thành phố Thượng Hải rồi, ngay cả cơm ăn cũng thành vấn đề, huống hồ chưa quen với cuộc sống nơi đây, đi chỗ nào tìm cậu chứ. Trần Phát cười nói, Lâm Phong nghe hắn nói vậy, chân mày cau lại. Chắc ở trên Thượng Hải kia cậu phải chịu khổ nhiều rồi. Sau đó thì sao? Về sau sao không đi tìm tôi? Mặc dù thời gian qua tôi không giàu có, nhưng vẫn có thể cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng. Lâm Phong không phải là một người bạc tình bạc nghĩa. Mặc dù cuộc sống của Lâm Phong tại Thượng Hải không được như ý muốn, nhưng nếu lúc đó anh biết Trần Phát cũng đi theo mình lên Thượng Hải, anh nhất định sẽ đi tìm hắn. Dù sao, hai người vẫn tốt hơn là một người. Trần Phát dừng lại một chút, miệng ngập ngừng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành ý cười bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn như vậy lắm. Chỉ là, có nhiều chuyện lại không được như ý muốn, sau khi trải nghiệm cuộc đời theo những cách khác nhau rồi, khi đó, coi như hắn có đi tìm Lâm Phong, thực tế cũng không còn ý nghĩa nữa. Rất có thể đến cuối cùng, lại làm liên lụy tới Lâm Phong. Đó chính là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Song những chuyện này đều không thể nói với Lâm Phong được. Trần Phát cười nhạt một tiếng, thay đổi chủ đề. Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 253, cậu xảy ra chuyện gì phải không?
nghe nói cậu có một đứa con gái, sao không dẫn con bé đến cho tôi gặp? Con bé còn phải gọi tôi là chú đấy. Trần Phát cười nói. Trần Phát đã thấy được ảnh của Lâm Thiến Thiến khi xem Weibo của Lâm Phong. Thật sự là một đứa trẻ đáng yêu. Ngũ quan dáng dấp không giống với Lâm Phong, nhưng xinh xắn, đáng yêu hơn Lâm Phong nhiều. Chắc chắn đứa nhỏ này không theo gen của cậu, đẹp hơn nhiều thế này cơ mà. Trần Phát bật cười, trêu đùa. Nhắc đến con gái, đó chính là nơi mềm mại nhất trong trái tim Lâm Phong. Lâm Phong cười đáp, hôm nay không dắt đi theo, con bé ở nhà bắt cá bắt tôm vui vẻ lắm. Lần sau, nhất định lần sau, ăn cơm sẽ dẫn con bé theo. Hai người trò chuyện rôm rả một hồi, Lâm Phong ngỏ ý muốn đẩy Trần Phát ra ngoài phơi nắng. Bởi vì mới qua nửa giờ đồng hồ, Trần Phát đã thêm nước nóng nhiều lần. Có vẻ hắn rất sợ lạnh, Trần Phát cũng không có cự tuyệt. Lâm Phong đứng dậy, bước tới sau lưng Trần Phát, đẩy xe lăn chuẩn bị mang Trần Phát ra ngoài. Chỉ là khi đẩy tới cửa, Lâm Phong không chú ý tới dưới chân có một cái ngưỡng cửa. Anh dùng sức khiến Trần Phát lảo đảo một cái, suýt chút nữa lao người về phía trước. Lâm Phong giật mình, may mà anh vẫn luôn chú ý đến tình huống của Trần Phát lập tức lao người về phía trước, đưa tay ngăn cơ thể Trần Phát lại. May mắn thay, đến khi tỉnh táo lại, trên trán Lâm Phong đã lấm tấm mồ hôi. Xin lỗi nhé, nhất thời không có chú ý nên không có nhìn thấy. Lâm Phong vội vàng nói, anh cẩn thận ôm cơ thể Trần Phát lên đặt lại vào xe lăn. Trần Phát mỉm cười, khoát tay ra hiệu bản thân không có chuyện gì. Tuy nhiên, Lâm Phong vẫn luôn loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Chỉ là đến tột cùng có vấn đề gì thì trong nhất thời Lâm Phong cũng không nói ra được. Khi cả hai ra đến cửa, em gái quầy ba nhanh chóng chạy tới, đặt một chiếc bàn đơn giản cho hai người họ ở cửa ra vào, pha cho cả hai ấm trà đặt trên bàn. Trần ca, có việc nhất định phải gọi em đấy. Em gái quầy ba cười nói. Trần Phát khoát tay ra hiệu cho cô ấy rời đi. Lâm Phong nhanh tay rót cho Trần Phát một chén trà, rót xong lập tức đưa qua. Cẩn thận, lời này còn kẹt trong miệng chưa nói hết, Lâm Phong đã dừng lại. Anh nhìn Trần Phát cứ vậy mà trực tiếp cầm lấy chén nước, che ở trong tay. Trần Phát ngẩng đầu cười nhìn anh hỏi, sao thế? Cẩn thận cái gì cơ? Lâm Phong thật sự rất bất ngờ. Giờ khắc này, cuối cùng anh cũng đã hiểu được cái cảm giác loáng thoáng kỳ quái kia là đến từ chỗ nào. Lâm Phong đặt ấm trà trong tay xuống, nhíu mày bước tới chỗ Trần Phát. Trần Phát không biết Lâm Phong đến cùng là muốn làm gì, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, còn chưa kịp nói lời nào, Lâm Phong đã tới trước mặt hắn. Lâm Phong trầm mặt, vươn tay cầm chén trà trong tay của Trần Phát. Lâm Phong tận mắt nhìn thấy em gái quầy ba đun sôi nước lên, sau đó mới cầm tới pha trà cho bọn họ. Nói cách khác, nước này tuyệt đối là nước vừa đun sôi 100 độ. Thế nhưng, tại lúc này, Trần Phát cứ thế mà cầm ở trong tay. Cốc nước trong tay nóng rẫy lên, làm cho Lâm Phong xác nhận lại ý nghĩ của mình một lần nữa. Quả nhiên, nước này rất nóng, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến lòng bàn tay nhói đến ngứa gian. Lại liên tưởng đến cái cảm giác không đúng mà bản thân cảm nhận được, Lâm Phong nắm lấy tay Trần Phát, tỉ mỉ nhìn lại. Quả nhiên, bàn tay Trần Phát đã bỏng đến độ nổi lên vết bỏng rộp. Chi chít vết bỏng rộp, chỉ nhìn thôi đã thấy cực kỳ đáng sợ. Trên mặt Trần Phát thoáng hiện lên một tia cảm xúc vi diệu, cười xòa vội vã thu tay về. Nói, a, bận tán gẫu quá, nhất thời không chú ý tới, nước nóng quá đi THPPO. Nghe Trần Phát nói xong, Lâm Phong càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Anh đứng thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn Trần Phát hạ giọng, nghiêm túc nói, đầu to, cậu có việc giấu giếm tôi. Trần Phát cả kinh, yết hầu khẽ nhúc nhích, sau đó lại cấp tốc biến thành ý cười trên khóe môi. Phong tử, tôi giấu giếm cậu làm gì chứ? Cậu suy nghĩ nhiều rồi, là do tôi thật sự không chú ý thôi. Trần Phát cầm chén trà lên nhấp một ngụm, cười đáp. Lâm Phong thấy vậy, giật giật lông mày. Phải biết, bị bỏng là đau nhất. Mà lúc này, trong lòng bàn tay Trần Phát đều là những vết bỏng rộp to như hạt đậu. Không những thế số lượng lại còn dày đặc, nhìn thôi cũng đã thấy sợ rồi. Vậy mà Trần Phát hoàn toàn không có phản ứng gì, còn có thể uống trà một cách bình thản. Lâm Phong không nói chuyện, nhíu mày, vươn tay kéo ghế qua, ngồi xuống, ánh mắt bình đẳng nhìn Trần Phát. Trần Phát, kể cho tôi nghe đi, chân của cậu không phải là do tai nạn xe cộ gây ra có phải không? Lâm Phong nói trúng tim đen,
Vẻ mặt bình tĩnh kia của Trần Phát lúc này xuất hiện một tia tan vỡ. Hay nói đúng hơn là, Trần Phát cũng không thể ngờ được rằng Lâm Phong thế mà lại nhìn ra được. Nụ cười trên mặt hắn dần vơi đi, cuối cùng mấp máy môi nói, Phong tử, cậu đang nói gì vậy? Tôi lừa cậu làm cái gì? Lâm Phong trầm giọng nói, đây cũng là lời tôi muốn nói, tôi cũng không hiểu được, cậu lừa tôi để làm cái gì? Lúc này, tất cả những thứ không thích hợp đều được sâu chuỗi lại với nhau, coi như Lâm Phong đã biết, nhưng vẫn không biết những thứ không thích hợp đó đến từ chỗ nào. Tai nạn xe cộ khiến cho hai chân không thể đi lại, về cơ bản đều sẽ lưu lại vết thương, có khi còn phải cắt chân đi. Thế nhưng hai chân của cậu này nhìn đi nhìn lại đều rất bình thường, không có chút tổn hại nào, đến một vết thương cũng không có, chỉ điểm này thôi đã đủ để khiến người khác nghi ngờ. Lâm Phong lại tiếp tục phân tích, vừa rồi lúc tôi ôm cậu lên, tôi phát hiện cân nặng của cậu hình như cũng có vấn đề. Nói thế nào thì cậu cũng cao tầm 1m8, thế nhưng thể trọng lại chỉ có 90-100 cân. Điều này quá không bình thường. Lâm Phong đã từng bế qua Khương Y Thanh. Mặc dù Khương Y Thanh có vẻ rất gầy, nhưng chỗ nào cần có thì vẫn có đủ. Lần trước tới bệnh viện khám bệnh, có cả phần cân nặng, đúng 90 cân. Mà vừa rồi, lúc Trần Phát ngã xuống, anh giang tay đỡ lại. Không chỉ căn cứ vào cảm giác tay có cùng trọng lượng với Khương Y Thanh, ngay cả cơ bắp toàn thân của Trần Phát cũng bị héo rút đến đáng sợ. Tai nạn xe cộ còn có thể khiến cho cơ bắp trên người héo rút vậy sao? Nếu thật sự là như vậy, thì vụ tai nạn xe cộ này cũng quá cổ quái rồi đi. Cộng thêm việc, Trần Phát vẫn luôn tới gần nguồn nhiệt, nước nóng tới bốc khói như vậy, nói uống là uống ngay được, nước mới đổ vào trà còn. Chưa kịp nở, nói gì tới hạ nhiệt độ. Nóng đến nỗi lòng bàn tay bỏng rộp hết cả lên cũng không có cảm giác. Đây tuyệt đối là có vấn đề. Trần Phát híp mắt nhìn Lâm Phong không nói chuyện. Thẳng đến khi Lâm Phong dừng lại, nhìn vào ánh mắt của hắn. Đầu to, trên người của cậu, tỏa ra một mùi gì đó. Chương 254, trúng độc. Lâm Phong gần từng chữ. Lúc này, Trần Phát vốn luôn mỉm cười trong trẻo, đột nhiên sững người. Mùi thế nào? Trần Phát nói với giọng khàn khàn. Lâm Phong nheo mắt lại, lên tiếng, một mùi hôi thối, mùi bị thối rữa. Từ sau khi có không gian, Lâm Phong vẫn luôn uống nước suối linh tuyền trong không gian, ngay cả thức ăn ngày thường mình ăn đều là được trồng trong không gian. Cơ thể mình sau khi được mấy thứ này tẩy sạch, dù là thể chất hay khứu giác và vị giác. Giờ anh mẫn cảm hơn so với ngày xưa rất nhiều. Mà lúc mình vừa mới đi vào phòng riêng đã loáng thoáng nhận ra mùi hôi thối như có như không. Lúc đầu Lâm Phong vẫn chưa xác định, suy cho cùng bên trong phòng riêng đều là những người nghiện Internet. Có người chơi game đến mức 3-4 ngày không tắm, ngủ cũng đều hoàn toàn dựa vào ghế đầu trong phòng. Tóm lại, nhiều năm qua, trong phòng có mùi là chuyện bình thường. Hơn nữa, trong phòng riêng có nhiều góc nhỏ thế kia, không chừng có một hoặc hai con chuột chết bị thối cũng nên. Nhưng ngay lúc Lâm Phong ra cửa, Trần Phát suýt chút nữa té ngã, anh vội đưa tay ra đỡ cậu ta đứng dậy, mùi kia trực tiếp xộc vào chóp mũi. Chắc chắn không sai, mùi thối kia thế mà lại đến từ cơ thể của Trần Phát. Đại đầu, giữa chúng ta chẳng lẽ còn có bí mật gì không thể nói ư? Lâm Phong nhíu mày, híp mắt nhìn Trần Phát chăm chú. Trần Phát dường như không ngờ rằng bí mật mà anh ta cố gắng che giấu lại bị Lâm Phong nhìn thấu dễ dàng như vậy. Anh ta sững người một lúc, rồi chợt mỉm cười. Đó là kiểu cười chút bỏ lớp ngụy trang, chút bỏ sự mệt mỏi khắp người, như chút được gánh nặng. Đã nhiều năm không gặp, cậu ngược lại có thể làm thám tử được rồi. Trần Phát cười trêu ghẹo nói. Lâm Phong biết cậu ta đang trêu chọc mình, lập tức nhíu mày, trực tiếp hỏi, ông nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cơ thể ông rốt cuộc là có chuyện gì? Thực ra, Lâm Phong mơ hồ cũng có suy đoán của mình. Cơ thể của người bình thường dù thế nào cũng sẽ không có mùi thối. Chỉ có một khả năng, trúng độc. Có một số chất độc mãn tính là như vậy. Nó sẽ từng chút một theo máu lan tràn khắp cơ thể, cuối cùng xâm nhập lục phủ ngũ tạng của bạn. Những tế bào bị chiếm đóng sẽ ngâm đầy chất độc, sẽ tỏa ra mùi của chất độc, chính là cái mùi hôi thối kia. Bấy giờ Trần Phát không biết từ đâu lấy ra một cây kim châm, lấy bật lửa ở trên bàn, hơ cây kim trên cái bật lửa, cẩn thận hơ nóng một lúc. Sau đó anh ta chậm rãi duỗi lòng bàn tay ra, dùng cây kim này chọc thủng tất cả những mụn nước. Phong tử, ông nhìn thấy mấy mụn nước này của tôi không? Trần Phát cười, tự diễu,
sau đó thản nhiên đưa mụn nước trong tay cho Lâm Phong nhìn. Lúc đầu Lâm Phong không để ý, giờ Trần Phát đưa mình xem, anh mới nhìn rõ vết phồng rộp trên tay cậu ta. Anh nhìn mà giật mình. Thông thường sau khi bị bỏng, màu của vết phồng rộp là dịch mô màu vàng nhạt. Mấy mụn nước này to chừng hạt đậu, tổng cộng 5-6 cái. Hơn nữa còn mơ hồ có xu hướng lớn dần lên. Quan trọng nhất là màu sắc của chất dịch có trong những mụn nước này đều là màu xanh xám. Mụn nước nào cũng lạ hết. Những thứ màu xám này từ lâu đã chạy dọc hết toàn thân của tôi rồi, thấm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. Trần Phát nặn toàn bộ mụn nước trên một bàn tay của mình, sau đó mỉm cười nói, ông nhìn xem, móng tay của tôi. Trần Phát nói xong, lật ngược mu bàn tay mình lại, đưa móng tay của mình cho Lâm Phong nhìn. Quả nhiên, lúc đầu ở trong phòng riêng không thấy rõ, giờ ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời, Lâm Phong phát hiện móng tay của Trần Phát lộ ra một màu xanh xám rất nhạt. Chỉ là dưới ánh mặt trời nếu không nhìn kỹ màu sắc, người bình thường có lẽ rất khó nhìn ra. Ông đây là trúng độc à? Lâm Phong nhíu mày, hỏi thẳng. Trần Phát cười nhạo một tiếng, gật đầu với Lâm Phong, ôi vốn dĩ muốn giấu ông. Dù sao hai chúng ta đã lâu không gặp, nhiều năm như vậy gặp lại, nên ôn chuyện cũ mới đúng, mấy chuyện này không cần biết thì tốt hơn. Bạn bè thân thiết gặp nhau, trước giờ luôn như thế, báo tin vui không báo tin buồn. Dù đã lựa chọn gặp mặt ở quán bar để che giấu mùi trên cơ thể mình, hay là luôn tìm kiếm nguồn nhiệt để che giấu bản thân, phòng khi mình bị dạy dỗ run sợ lộ ra sơ hở. Trần Phát nghĩ rằng anh ta đã cố gắng che giấu lắm rồi. Nhưng anh ta không ngờ tới là bạn học cũ như mình, khi gặp lại thế mà trực tiếp thăm dò ra được. Trúng độc, Lâm Phong hiển nhiên cũng bị đáp án này làm kinh ngạc. Tuy rằng lúc đầu mình cũng thoáng suy đoán được khả năng này, nhưng sau khi nghe Trần Phát chính miệng nói ra đáp án, Lâm Phong vẫn cảm thấy khó tin. Ông có đi bệnh chưa? Bác sĩ nói thế nào? Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Độc này của tôi đến bệnh viện cũng vô dụng, sớm đã di căn rồi, tôi còn sống khoảng 10 năm nữa. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi muốn gặp bạn bè nhiều hơn, những người mà tôi không nỡ buông xuống, dù sao. Trần Phát tùy tiện tìm một tờ giấy, lau lòng bàn tay dính đầy vết nước màu xám. Nhìn hoa văn kỳ dị thấm đẫm bên trong, anh ta cười nhạt nói, tôi không có gì đáng ngại đâu, nên đừng buồn, Phong tử, ông đừng thương hại tôi. Trần Pháp cười nói, nhìn kỹ giữa hai hàng lông mày của anh ta, đúng là có sự tự do thoải mái mà người bình thường không thể sánh bằng. Chỉ là nhiều năm không gặp, hôm nay vừa gặp mặt đã nghe được tin tức này, Lâm Phong cảm thấy như sét đánh bên tai. Anh kinh ngạc, đầu vang lên ong ong, đến khi định thần lại mới phát hiện ra, bàn tay đang cầm tách trà của mình, không biết từ lúc nào đã run lên. Lâm Phong hít sâu mấy hơi, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Phát, run giọng nói, không, vẫn không đúng. Đầu anh chưa bao giờ xoay chuyển nhanh như bây giờ. Lâm Phong nhớ tới, mình đã từng đọc trong một quyển sách. Trong sách nói trên thế giới này, chỉ cần là độc mãn tính 99% có thể giải, tìm được thảo dược thích hợp là được. Ánh mắt của Lâm Phong sáng ngời, anh nhìn Trần Phát nói, chắc chắn là ông chưa tìm được thuốc giải đúng, hoặc là ông đi bệnh viện không đủ chuyên nghiệp. Vậy nên để tôi dẫn ông đến bệnh viện tốt hơn khám thử xem, độc của ông nhất định có thể giải được. Lâm Phong nói xong, đứng dậy, nắm lấy tay Trần Phát muốn đi ra ngoài. Thật ra, cho dù thực sự đến bệnh viện để giải độc, Lâm Phong vẫn không có chút manh mối nào. Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Chương 255, tôi có cách. Chỉ là sức mạnh của tử vong thật sự quá kinh khủng. Anh không muốn mất Trần Phát. Trần Phát ngẩn người. Nhiều năm như vậy, anh ta dường như chưa từng được người khác quan tâm nhiều như thế. Hiện giờ được Lâm Phong quan tâm mình, anh ta có thể thật sự cảm nhận được. Hốc mắt trong phút chốc ươn ướt chua xót. Trần Phát cười đưa tay ra, tay còn lại che mu bàn tay của Lâm Phong, sau đó trầm giọng nói, Phong tử. Tôi đã bị nhiễm độc trong 5 năm, bệnh viện nào mà tôi chưa đến chứ? Ông phải hiểu, cái mạng này của tôi dù tôi không xem trọng nhưng không có nghĩa tôi không cần nó, ông hiểu không? Ý ngoài lời nói, nhưng hễ là bệnh viện có chút hy vọng và khả năng thôi, anh đều đi đến đó. Sao mình có thể cam chịu từ bỏ cơ chứ? Bây giờ khi anh ngồi đây, bình tĩnh kể hết những chuyện này, không có gì khác chỉ có một tình huống.
Anh ta đã cố gắng hết sức. Lâm Phong rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh buông tay Trần Phát ra, mắt đỏ ngầu ngồi xuống ghế, không nói gì, cau mày bắt đầu uống trà. Trần Phát cười nói, Phong tử, tôi vẫn còn thời gian 10 năm nữa, sao ông là như vẻ ngày mai tôi sẽ chết vậy? Hôm nay hiếm khi chúng ta gặp nhau, vui vẻ lên đi. Trần Phát cười nói. Lâm Phong không nói gì, nhưng trong đầu anh đang có tính toán khác. Trầm mặc một lát, anh rốt cuộc mở miệng nói, độc mãn tính của ông chưa tìm được thuốc giải đúng không? Chỉ cần tìm được thuốc giải là độc trên người ông sẽ được trị hết. Anh nói tiếp, Tây y trong bệnh viện không có cách nào, vậy chúng ta có thể thử bên Đông y bác đại tinh thâm, không chừng có thể giải độc. Lâm Phong nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải dáng vẻ nói giỡn. Trần Phát dừng một chút, sau đó cười. Nói thật, độc này của tôi chỉ có y học cổ truyền mới có thể giải được. Suy cho cùng người hạ độc tôi đã tìm ra cách hạ độc từ trong sách cổ và lại không dám gạt ông. Trong mấy năm qua tôi cũng đã tìm đơn thuốc giải độc. Trần Phát nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Lâm Phong sau khi nghe Trần Phát nói thì sững sờ. Có đơn thuốc à? Vậy tại sao ông? Tuy nhiên, những lời kích động chưa kịp thốt ra, Lâm Phong đã lấy lại bình tĩnh. Trần Phát đã tìm được đơn thuốc, nhưng không giải được độc này. Chỉ có một nguyên nhân, đơn thuốc này có vấn đề. Đơn thuốc này không đầy đủ đúng không? Hay là đơn thuốc bị người khác động tay động chân? Lâm Phong hỏi. Trần Phát suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay cởi nút áo, lấy trong túi ra một cái túi đã được ép plastic. Bên trong túi ép plastic là một mảnh giấy đã ố vàng. Tuy là chữ viết trên giấy là chữ phồn thể, nhưng nhìn chung có thể đọc hiểu được. Đây, ông nhìn là biết. Trần Phát đưa đơn thuốc cho Lâm Phong, sau đó tiếp tục chậm rãi uống trà. Lâm Phong nhíu mày cầm lấy đơn thuốc, đến giờ anh vẫn cảm thấy kỳ lạ. Nếu đã có đơn thuốc rồi vì sao không giải độc ngay? Anh nghi ngờ nhận lấy đơn thuốc trong tay của Trần Phát, Lâm Phong cẩn thận xem kỹ phối thuốc của đơn thuốc. Đơn thuốc rất đơn giản, tổng cộng có 3 loại. Kim thoát tử, nhân sâm ngàn năm, linh chi trăm năm. Trong 3 loại thuốc thì loại thứ 2 và thứ 3 đều được xem là dược liệu thượng phẩm trong Đông y, nhưng loại thứ nhất Lâm Phong lại chưa từng nghe nói bao giờ, kim thoát tử là gì? Kim thoát tử là cái gì? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Trần Phát nghe hỏi thì bất đắc dĩ nhún vai. Nếu tôi biết thì độc của tôi cũng không đến mức không giải được. Trần Phát bất đắc dĩ cười khổ nói, trong sách cổ ghi chép về kim thoát tử cũng rất đơn giản, nghe nói là một loại thực vật ở Thập Vạn Đại Sơn, tỉnh Tây Nam, còn có một bức ảnh nữa, tôi dựa theo bức ảnh tìm 3-4 năm, cuối cùng nhận được một tin tức. Loại này trăm năm trước đã tuyệt chủng, biến mất trên trái đất này. Ông nói xem, tình hình như thế thì độc của tôi làm sao mà giải? Da đầu của Lâm Phong cũng nổ tung, biến mất. Tuyệt chủng, ông nhận được tin này ở đâu? Có đáng tin không? Lâm Phong chưa từ bỏ ý định hỏi. Đài truyền hình có thẩm quyền nhất và các báo chí nữa, ông có thể trực tiếp tìm các tờ báo từ năm 1956 là có rồi. Trần Phát nói, Lâm Phong nghe vậy, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm báo chí năm 56. Hình ảnh là bố cục trang nhất. Theo báo cáo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, những loài thực vật sau đây đã biến mất trên hành tinh này và được tuyên bố là tuyệt chủng. Một danh sách chi chít hàng chữ nhỏ. Dòng thứ 3 là kim thoát tử. Trái tim Lâm Phong chìm xuống đáy cốc. Anh theo vô thức liếc nhìn Trần Phát. Loại độc dược mãn tính này không lập tức kết án tử hình người ta, ngược lại nó còn mang đến một tia hy vọng, khiến người ta tưởng rằng mình còn có thể tìm được thuốc giải. Nhưng khi Trần Phát vất vả tìm được đơn thuốc, nghĩ rằng mình sẽ sống sót, thì lại thấy tin tức như vậy. Đây chẳng phải là tận mắt nhìn thấy mình bị kết án tử hay sao? Chẳng lẽ thật sự không có cách nào khác hay sao? Chẳng lẽ trên thế giới không còn một gốc kim thoát tử ư? Lâm Phong nghiến răng, cau mày hỏi. Trần Phát nghĩ ngợi hồi lâu mới trả lời. Có thì vẫn có đấy. Trần Phát nói, hạt giống của kim thoát tử vẫn còn lại 2 hạt. Một hạt tôi bảo người giao cho viện nghiên cứu để trồng trọt, còn một hạt đang ở trong tay tôi. Lâm Phong nghe được lời này, bỗng nhiên cảm thấy như được tiêm thuốc tăng lực vậy. Nếu đã có hạt giống thì có thể gieo trồng. Ông yên tâm, vẫn còn thời gian 10 năm, nhất định sẽ được. Lâm Phong ngạc nhiên mừng rỡ nói. Trần Phát cười cười. Thứ này tuyệt chủng là có nguyên nhân, Phong tử à, các chuyên gia nói thứ này tuyệt chủng là bởi vì trên trái đất thiếu một thứ gì đó. Nói chung là môi trường thay đổi,
khiến thứ này không thể nảy mầm, bước vào thời kỳ ngủ đông vô tận. Trần Phát nói tiếp, tôi đã tìm thấy hai hạt giống này ngay từ năm tôi bị trúng độc, hiện tại đã qua năm thứ năm, viện nghiên cứu đã trồng đi trồng lại hàng trăm nghìn lần. Vẫn chỉ là hạt giống, tháng trước tôi có gọi điện tới, họ nói là vì gieo trồng quá nhiều lần, nên hạt giống đó sắp bị hư rồi. Thiếu một loại vật chất, không thể trồng được ư. Giờ đây chưa bao giờ mà Lâm Phong cảm thấy mình xuất hiện đúng lúc như thế. Anh bỗng nghiêm túc nhìn Trần Phát chăm chú, nói gằn từng chữ, đại đầu, nếu ông tin tôi thì đưa hạt giống còn lại cho tôi có thể giúp ông. Lâm Phong nói rất nghiêm túc, Trần Phát sững người. Hạt giống cuối cùng, nó là tất cả hy vọng của mình. Nếu đem hạt giống cuối cùng giao cho Lâm Phong, chẳng khác nào đánh cược tính mạng của mình. Thực ra, Trần Phát đã quyết định lấy hạt giống cuối cùng này mang đi nghiên cứu thêm lần nữa. Nếu là người khác, Trần Phát nhất định cho rằng người này điên rồi. Nhưng khi Lâm Phong nói ra điều này, phản ứng đầu tiên của Trần Phát là tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy có lẽ thực sự có cách. Chương 256, Đại đầu siêu giàu có. Khoảnh khắc ý tưởng này xuất hiện trong đầu, Trần Phát cảm thấy mình thật sự điên rồi. Vì viện nghiên cứu không thể nghiên cứu hạt giống thứ nhất, nên ông có gửi hạt giống thứ hai cho viện nghiên cứu cũng vô ích. Lâm Phong nhìn vào mắt Trần Phát, nghiêm túc nói từng chữ một, đại đầu, tuy bây giờ tôi không thể nói rõ mình làm gì, nhưng ông phải biết rằng giao hạt giống này cho tôi nhất định sẽ giúp ông trồng được nó. Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa hai người lúc này bỗng nhiên trầm mặc một lúc. Trần Phát bỗng nhiên mỉm cười, Lâm Phong nói rất đúng. Công nghệ của viện nghiên cứu ở ngay đó, ném nhiều tiền như vậy vào đó, cũng không thu được chút bọt nước nào, chi bằng lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Tin tưởng người bạn tốt này, người đã từng chia sẻ buồn vui, hoạn nạn với mình. Được. Trần Phát cười ha ha, phất tay với Lâm Phong, sau đó nói, vậy được, tôi dẫn ông tới nhà tôi ngồi chơi, tôi không có thói quen mang hạt giống theo bên người, dù sao đây cũng là mạng của tôi. Trần Phát trêu chọc. Nghe Trần Phát cuối cùng cũng đồng ý với mình, Lâm Phong mới thoáng thở phào, nhẹ nhõm. Anh nói, đi thôi, tôi cũng chưa từng tới đây chơi. Lâm Phong đứng dậy, trực tiếp vươn tay tiếp nhận xe lăn của Trần Phát, sau đó đẩy Trần Phát đi ra ngoài. Hai người đi chưa được bao lâu, cuối đường có một chiếc Rolls Royce màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Một chiếc xe sang trọng hàng đầu này đột nhiên xuất hiện ở thị trấn nhỏ này, thu hút vô số ánh mắt. Lâm Phong ngược lại không có nhiều suy nghĩ về những chiếc xe được gọi là sang trọng này. Anh đẩy Trần Phát đi tới, khi nhìn thấy chiếc xe đang lao tới, anh đẩy cậu ấy vô thức đẩy cậu ấy vào lề đường để nhường đường. Nhưng chiếc xe hơi sang trọng màu đen này đã vững vàng dừng lại bên cạnh mình. Lâm Phong sửng sốt. Lâm Phong cũng không để ý nhiều, đẩy xe lăn của Trần Phát chuẩn bị đi vòng qua chiếc xe. Bây giờ người vây xem hai bên đường đã càng ngày càng nhiều. Nhiều người trong số họ là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tượng Rolls Royce trong truyền thuyết này. Xe của các anh, biểu tượng nhỏ phía trước. Đây chẳng phải là chiếc Rolls Royce ngày nào cũng xuất hiện trên Douyin đấy sao? Đúng đúng, rất nhiều video của người dẫn chương trình đều xuất hiện, nghe nói rất có giá trị. Chậc chậc, không nghĩ tới cái trấn nhỏ này thế mà có đại gia nha. Chiếc xe này của ai thế nhỉ? Không biết. Nào nào, chúng ta cứ kệ đi. Nhân cơ hội này chụp một bức ảnh đẹp đi. Một đám người bàn tán xôn xao. Lâm Phong đang chuẩn bị đẩy Trần Phát rời đi, nhưng thấy cửa ở vị trí lái xe của chiếc Rolls Royce được mở ra. Một người đàn ông mặc đồ đen xuống xe. Người đàn ông này cao lớn vạm vỡ, tóc kiểu đầu đinh, trên cổ tay hơi lộ ra có thể nhìn thấy một vòng tròn hình xăm màu đen. Lúc anh ta xuất hiện, có một loại khí chất vô hình mơ hồ lan tỏa. Lâm Phong ở Thượng Hải không phải chưa từng thấy qua cái gọi là bang phái này, tuy rằng không biết tại sao loại người này lại xuất hiện trong trấn nhỏ. Nhưng vào lúc này, khoảnh khắc người đàn ông này xuất hiện, Lâm Phong theo bản năng muốn đẩy Trần Phát ngồi trên xe lăn về phía sau. Anh, lão đại. Chữ còn mắc kẹt trong cổ họng của Lâm Phong chưa nói ra, người đàn ông mặc đồ đen cung kính đứng trước mặt anh và Trần Phát, trầm giọng gọi. Lâm Phong khẳng định mình không biết người đàn ông này. Nhưng hiện tại người đàn ông này bỗng nhiên lên tiếng gọi như thế, không phải là gọi mình, vậy chẳng lẽ? Gọi đại đầu ư? Lâm Phong sửng sốt một lúc, giật mình, theo bản năng cúi đầu nhìn Trần Phát. Quả nhiên, cậu ta không có vẻ ngạc nhiên chút nào. Đúng thật là gọi cậu ta. Chuyện gì thế này? Trần Phát thành lão đại khi nào thế?
và lại còn lái một chiếc Rolls Royce. Lâm Phong vẫn chưa lấy lại được tinh thần, Trần Phát cũng cười vươn tay vẫy vẫy, ý bảo chàng trai mặc áo đen mau lên xe, đừng dọa người. Sau đó anh ta mới xoay người, cười với Lâm Phong rồi nói, đi thôi, Phong tử, không có việc gì, đều là người một nhà, đừng sợ. Trần Phát nở nụ cười thật tươi. Giờ Lâm Phong mới phát hiện, người bạn gầy, gò chơi chung thuở nhỏ trong ký ức của mình, luôn cần mình che chở, đã không còn như trước nữa. Cậu ấy đã đi con đường của riêng mình. Dù nói thế nào thì Lâm Phong cũng là người từng trải. Anh lập tức gật đầu, sau đó đầu tiên đưa tay ôm Trần Phát lên xe, sau đó đem xe lăn ném vào cốp xe, lúc này mới lên xe theo. Cửa xe đóng lại, tiếng ồn bên ngoài xe lúc này đã hoàn toàn bị ngăn cách. Trần Phát im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng hỏi, ông có sợ không? Anh ta hỏi xong, chỉ ngón tay vào người đàn ông lái xe, đây là Long Tử, đã theo tôi từ Thượng Hải đến đây, cậu ấy rất tốt, không phải người xấu. Lâm Phong ngẫm nghĩ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dù sao mỗi người sinh ra trên đời đều có cách sống khác nhau. Con đường Trần Phát lựa chọn không hẳn thoải mái hơn so với con đường của mình bao nhiêu. Lâm Phong cười cười, sau đó nhìn Trần Phát ra hiệu yên tâm, ông yên tâm, tôi không bị dọa đâu, đại đầu, chúng ta mãi là bạn tốt. Nghe vậy, Trần Phát sững sờ, ngược lại Long Tử đang lái xe bật cười ha ha. Anh à, anh là người đầu tiên em gặp dám nói chuyện như thế với lão đại đấy. Long Tử hào hứng nói. Long Tử, Trần Phát mở miệng, trầm giọng nói. Long Tử nghe vậy, vội vàng làm động tác câm miệng, sau đó chuyên tâm lái xe không nói lời nào. Lâm Phong ngẩn ra. Trần Phát thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng không ngờ cậu ta có uy với cấp dưới lại cao như thế. Lâm Phong ngược lại thấy hơi tò mò, nhiều năm như vậy, đại đầu rốt cuộc đã trải qua những gì? Chiếc Rolls Royce xứng đáng là một chiếc xe nổi tiếng. Cho dù đó là cảm giác tư thế hay là cảm giác đi xe rất tốt. Sau nửa tiếng, chiếc Rolls Royce cuối cùng cũng dừng trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Lâm Phong nhìn xuyên qua cửa sổ xe, ánh mắt lập tức sáng lên. Khoảng sân trước mắt vô cùng tinh xảo, là một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây hiện đại. Bất kể là thiết kế hay trồng cây xanh trong sân đều mang đến cho người ta cảm giác tinh tế quý phái. Cánh cổng điện mở ra, chiếc Rolls Royce vững vàng chạy vào. Lâm Phong tò mò ló đầu ra cửa sổ xe quan sát tất cả những thứ được trồng trong sân. Trần Phát cười nói, ông thích không? Lâm Phong thành thật gật đầu, nhà thiết kế này rất giỏi, sân vườn nhìn đơn giản mà tao nhã, nhà nhỏ kiểu phương Tây trông cũng rất thoải mái. Lâm Phong cảm khái, trong huyện thành nhỏ bây giờ thế mà còn có nhà thiết kế trình độ cao như thế à? Thành thật mà nói, Lâm Phong không biết nhiều về những thiết kế lộn xộn này, nhưng thẩm mỹ cơ bản nhất vẫn có. Chỉ cần dựa vào trực giác đầu tiên, anh đã có nhận ra thiết kế của khoảng sân nhỏ này là đẹp hay xấu. Trần Phát cười nói, đây là tôi bỏ ra một khoản tiền mời nhà thiết kế từ Thượng Hải đến xây dựng. Nếu ông thích, tháng sau tôi sẽ gọi anh ấy tới, sửa sang lại nhà cho ông. Lâm Phong giật mình, anh vội xua tay từ chối. Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu. Đích nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 257, Độc Phát. Bây giờ tôi không ở thôn Lý Trại, nghỉ lễ tôi mới về quê, hiện tôi đang ở Thượng Hải. Không cần đâu, Lâm Phong nói xong, Trần Phát sờ sờ mũi không nói gì. Lúc này xe đã dừng lại, Lâm Phong vội vàng mở cửa xe, đầu tiên là lấy xe lăn xuống, sau đó lại ôm Trần Phát xuống. Long Tử, gọi quản gia pha trà, Trần Phát nói. Long Tử đáp lại rồi sải bước đi về phía lầu nhỏ kiểu phương Tây. Chúng đi dạo trong vườn đợi Long Tử mang trà tới rồi hẳn nói sau. Trần Phát cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, sau đó đẩy Trần Phát đi về phía sân nhỏ. Có thể thấy sân ở đây được thiết kế thật tỉ mỉ rất đẹp, ngay cả Lâm Phong là người ngoại đạo mà còn thấy rất vừa mắt. Lâm Phong đẩy Trần Phát ngồi xuống trong đình nhỏ. Trần Phát thuận tay cầm lấy một nắm thức ăn bắt đầu thảy cho cá coi ăn. Hai người trò chuyện một lúc thì thấy Long Tử mang ra một ấm trà lớn và trà cụ. Đầu tiên, Long Tử làm nóng hai tách trà cho hai người Lâm Phong và Trần Phát, sau đó cẩn thận rót cho trà cho mỗi người. Lá trà này có mùi rất thơm. Lâm Phong nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi lá trà, ánh mắt lập tức sáng lên. Trần Phát cũng vươn tay, nhẹ nhàng cầm chén trà lên, đặt tách trà dưới chóp mũi mình. Mùi hương lượn lờ, vấn vít,
Anh ta mỉm cười nói với Lâm Phong, đại hồng bào được lấy từ cây gốc ở Vũ Di Sơn, uống rất ngon, là trà mới của năm nay, ông uống thử đi. Cây gốc đại hồng bào. Lúc nghe thấy mấy chữ này, trong lòng Lâm Phong xem như có một tầng nhận thức sâu sắc hơn người bạn thuở thơ ấu của mình. 200 gram trà. Cho dù hiện tại có tiền, Lâm Phong cũng không dám tiêu như vậy. May mà lúc trước mình đến còn nghĩ đến lúc đó làm thế nào để giúp đỡ người bạn một thời của mình. Giờ nghĩ lại mình đúng thật là vẽ vời thêm chuyện rồi. Lâm Phong hít một hơi thật sâu hương trà, sau đó đặt lên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong thoáng chốc hương trà nhàn nhạt hòa cùng nhiệt độ của trà trong khoang miệng của mình nháy mắt bùng nổ, sau đó theo thực quản đi thẳng xuống, dần dần lan khắp toàn thân. Hương vị này cực kỳ tốt, cho dù là mùi thơm hay hương vị của trà đều là đỉnh của chóp. Thấy Lâm Phong có vẻ rất thích trà, Trần Phát lập tức cảm thấy tâm trạng rất tốt. Kể từ khi anh ta bị trúng độc vào 5 năm trước, anh hầu như chưa bao giờ gặp bất kỳ người lạ nào. Hôm trước nếu không phải mình nhàm chán mở chim cánh cụt ra, không chừng đã bỏ lỡ cơ hội gặp Lâm Phong rồi. Ông trời quả nhiên vẫn đối xử tử tế với mình. Tâm trạng đang rất tốt, Trần Phát vẫy vẫy tay, ý bảo Long Tử tiếp tục rót trà cho Lâm Phong. Long Tử, đợi lát nữa cậu đi. Soảng. Tuy nhiên, Trần Phát chưa nói hết câu thì tách trà vốn đang cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Tách trà từ xa cứ như thế vỡ làm đôi. Lâm Phong sửng sốt, chưa kịp ý thức, được chuyện gì xảy ra, Long Tử đứng bên cạnh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sao vậy? Lâm Phong giật mình, vội vàng hỏi. Vốn dĩ Trần Phát đang ngồi trên xe lăn nói cười vui vẻ, thì giờ đây tay nắm chặt thành nắm đấm. Sắc mặt vốn đã tái nhợt lúc này lại càng trở nên tái nhợt với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lâm Phong trước kia chưa bao giờ tin sự biến mất của sự sống có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, vào lúc này, cảnh tượng hiện ra trước mặt anh khiến anh phải tin vào điều đó. Đi, đưa anh đến nhà kho. Trần Phát dường như đang chịu đựng một sự đau đớn tột cùng nào đó. Anh ta cuộn tròn người lại, hàm răng run rẩy, phát ra thanh âm va chạm. Long Tử hiện giờ trên mặt không còn chút huyết sắc nào, cậu ta ngơ ngác nói, lão đại, không đúng, lần này không đúng, rõ ràng vẫn còn. Đưa anh đến nhà kho, anh không chịu đựng được nữa. Trần Phát như dùng hết tất cả sức lực gầm lên. Long Tử cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng ôm Trần Phát từ trên xe lăn lên, sau đó xoay người chạy như điên về phía một đầu khác trong tiểu viện. Lâm Phong nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, anh vội nhanh chân đi theo phía sau Long Tử vọt về phía trước. Xảy ra chuyện không ổn rồi, ý nghĩ này chợt hiện ra trong đầu anh. Thân hình Long Tử vừa nhìn liền biết là đã luyện qua nhiều lần. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, nhưng cậu ta còn đang ôm một người trong ngực, nên Lâm Phong vẫn có thể đuổi kịp cậu ta. 2 phút sau, Long Tử ôm Trần Phát cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Rầm. Long Tử trực tiếp nhấc chân đá văng cửa nhà gỗ, sắc mặt lạnh lùng, ôm Trần Phát trong ngực xông vào. Lâm Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đi theo hai người bọn họ chạy vào. Trong căn phòng nhỏ, một chiếc giường lớn xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Nhìn chiếc giường gỗ này khiến da đầu Lâm Phong tê dại. Vết máu khô cạn, cộng thêm dây thừng được cố định chặt chẽ phía trên, đủ loại đồ vật. Nếu như không biết rõ những thứ này là của Trần Phát, anh thậm chí cho rằng mình tiến vào địa bàn của một tên sát nhân biến thái nào đó. Anh trai, giúp em với, một mình em không làm được. Sau khi Long Tử xông vào liền đặt Trần Phát lên bàn, sau đó quay đầu lại, giọng run rẩy khẩn cầu. Cậu muốn tôi giúp thế nào? Cậu nói đi. Long Tử liếm liếm môi, sau đó nói, giúp em giữ chặt lão đại, em muốn trói tay trói chân anh ấy lại, nhanh lên. Lâm Phong hoảng sợ. Tuy anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng ý nghĩ do dự trong đầu chỉ có trong nháy mắt như vậy. Trần Phát được đặt trên giường đang đau đến vặn vẹo cả người. Rầm rầm rầm, Trần Phát thực sự đập mạnh đầu mình vào ván gỗ. Anh ta đang tự làm hại mình. Cậu giữ chặt cậu ấy, anh trói cậu ấy lại. Lâm Phong vội vàng nói. Một người tuyệt vọng dãy dụa khẳng định không kiềm chế được, sức lực của Long Tử mạnh hơn mình, nên để cậu ta giữ chặt hiệu quả tốt hơn mình. Làm. Mắt Long Tử giờ đã đỏ hoe. Cảm ơn. Cậu ta nói xong vươn tay giữ chặt cơ thể Trần Phát. Trần Phát quanh năm không hoạt động, thêm trúng độc nữa, nên giờ anh ta không có bao nhiêu sức lực. Bây giờ bị Long Tử ghìm chặt, anh ta tuy bắt đầu sắp tới bờ vực điên cuồng, nhưng vẫn như cũ không thoát ra được.
Lâm Phong hiện đã bình tĩnh lại, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Anh trầm mặt, không nói một lời, bắt đầu buộc sợi dây thừng cố định trên ván giường vào Trần Phát. Cầm sợi dây thừng, Lâm Phong mới phát hiện ra, phần cuối của sợi dây được quấn bằng vải bông dày mềm mại, rõ ràng là sợ làm tổn thương đến da. Hơn nữa nhìn vết máu đỏ sẫm loang lổ trên giường, đây không phải là lần đầu tiên. Động tác của Lâm Phong rất nhanh, chưa đầy một phút, tay chân của Trần Phát đều bị trói lại. Chương 258, chuyện nhỏ mà. Lâm Phong lúc này mồ hôi đầm đìa, đứng sang một bên, nhìn thoáng qua Long Tử, vừa liếc nhìn Trần Phát bị trói rất chặt, trầm giọng nói, hắn sẽ tổn thương tới bản thân sao? Lúc này, Trần Phát bị dây thừng trói chặt, nhưng dù vậy, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy Trần Phát cắn chặt răng, trong mắt đỏ rực. Mồ hôi hột to bằng hạt đậu từ trên trán của gã nhỏ xuống, gân xanh bốc lên, cổ tay cùng trên chân dùng sức được khiến gân xanh gồ lên. Cứ như toàn thân bị một loại đau đớn to lớn bao phủ, cổ họng của gã phát ra một loại tiếng gầm nhỏ, như là mãnh thú sắp tử vong, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng lại khủng bố. Nhanh, anh, lấy vài đằng sau anh tới đây. Long Tử trong chớp nhoáng này như là chợt nhớ tới cái gì, nhanh lên hô. Lâm Phong mặc dù không biết Long Tử cần phải làm gì, thế nhưng tình huống hiện tại như vậy, không có bất kỳ người nào có thể hiểu rõ tình huống của Trần Phát hơn Long Tử. Anh vội đi qua đó, quả nhiên thấy sau lưng ghế, đặt các loại vải bông. Đều sạch sẽ, anh tùy tiện cầm lấy một cái đưa cho Long Tử. Chỉ thấy Long Tử hành động rất nhanh, vươn tay đè lên khóe miệng của Trần Phát, sau đó dùng sức đập một cái. Ngay sau đó, đã nhìn thấy cái miệng vốn cắn chặt rốt cục bị ép mở ra. Ngay giây phút này, Lâm Phong nhìn thôi cũng thấy khó thở. Chỉ thấy trong miệng của Trần Phát, máu me đầm đìa, dường như đầu lưỡi bị cắn rách rồi. May mắn, may mắn. Lúc này sắc mặt của Long Tử cũng trắng bệch, lập tức dùng một tay lấy vải bông nhét vào trong miệng của Trần Phát, sau đó lại vòng qua miệng hắn, cột nút sau đầu của Long Tử. Cứ như vậy, miếng vải này tương đương với nhét chặt vào trong miệng của Trần Phát. Anh cũng nhìn thấy rồi, nếu như trễ một bước, hậu quả khó mà lường được. Rõ ràng không phải là việc tiêu hao thể lực gì, thế nhưng sau khi làm xong hết thảy, toàn thân Long Tử đều toát ra mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu, tay chân lạnh lẽo đến đáng sợ. Vừa rồi, nếu mình đến chậm một bước, e rằng Trần Phát sẽ cắn đứt đầu lưỡi của mình. Dù sao nỗi đau độc phát cũng không phải là người thường có thể chịu được. Trần Phát đau đến phát cuồng, trong hốc mắt vằn vện tia máu, trông cực kỳ khủng bố. Trong toàn bộ kho hàng giờ chỉ nghe thấy tiếng la của Trần Phát, Lâm Phong cau mày nhìn Long Tử, dường như luôn chờ đợi một lời giải thích. Trong mắt của Long Tử tràn đầy phức tạp, một lát sau, gã mới lên tiếng nói, anh, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Lâm Phong quay đầu nhìn thoáng qua Trần Phát vẫn còn đang dùng sức giãy giụa, gật đầu, đi nhanh hướng ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức khiến người ta lo lắng. Long Tử coi như là thấy nhiều rồi cảnh tượng trước mắt, hiện tại nhưng cũng có chút khó có thể chịu được. Rốt cuộc là khẽ cắn môi, theo Lâm Phong phía sau đi ra ngoài. Đóng cửa lại, đem trong phòng thảm liệt cho ngăn cách đi ra ngoài. Lâm Phong đứng ở ngoài cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Long Tử đi ở phía sau mình. Người sau đốt một điếu thuốc, chậm rãi rít. Lâm Phong cũng không thúc gã, một lát, Long Tử mới bóp tắt điếu thuốc trong tay, trầm giọng nói, trên thực tế, trên người lão đại rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì em cũng không rõ lắm, em chỉ biết là năm đó lão đại bỗng nhiên nói muốn từ Thượng Hải trở về, sau đó thì có bệnh này. Bệnh này rất cổ quái, nói đúng ra chắc là độc, độc này thường cách một đoạn thời gian sẽ phát tác một lần. Lúc phát sẽ cho người ta sống không bằng chết, lão đại đau đến đi không nổi, đủ để thấy rõ đây độc này dày vò đau đớn đến cỡ nào. Mỗi lần phát tác xong lão đại đều sẽ thương tổn bản thân, có một lần thậm chí suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cũng chính là bắt đầu từ khi đó, mỗi lần lão đại phát bệnh, đều sẽ kêu em đưa anh ấy tới kho hàng, trói anh ấy lại, nói như vậy thì anh ấy mới không thể nào tổn thương tới chính mình. Long Tử trầm giọng nói, sau khi nói xong, Lâm Phong nhất thời đờ người. Dù thế nào anh cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim cứ như đột nhiên bị người nào đó bóp mạnh một cái, đau cực kỳ. Không có biện pháp gì có thể giảm bớt đau đớn sao? Hắn phải bị trói lại như vậy bao lâu? Chích gây tê uống thuốc giảm đau cũng không được sao? Lâm Phong nhíu mày hỏi.
Long Tử nghe vậy, bất đắc dĩ mở ra hai tay, cười khổ nói, anh, bất cứ phương pháp nào có thể nghĩ tới chúng ta đều dùng qua, đáng tiếc. Lão đại dùng qua hai lần sau đó nói sao cũng không chịu dùng nữa, anh ấy sợ mình dùng thuốc giảm đau đến nghiện, nên lựa chọn chịu đựng đau khổ. Lâm Phong hoàn toàn cạn lời, đầu to mãi mãi cũng là một kẻ độc ác đối với chính mình. Năm đó là vậy, hiện tại cũng vậy. Lâm Phong lập tức cắn chặt răng, không nói gì nữa. Bên trong kho lúc này truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn ức chế, rằng co hơn nửa canh giờ mới dừng lại. Long Tử gần như trong nháy mắt vọt vào, viền mắt đỏ hoe, run rẩy hỏi, lão đại, anh cảm giác thế nào? Đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Phong theo sát phía, sau. Nhìn thấy Trần Phát thở không ra hơi trước mặt, Lâm Phong cũng cảm thấy cực kỳ lo. Giờ cả người Trần Phát giống như là vừa mới trong nước mới vớt ra. Nghe lời nói của Lâm Phong, anh ta yếu ớt cười cười, sau đó nói, không có chuyện gì, quen rồi, để cho chú chê cười roi. Giữa huynh đệ, không nói cái này. Lâm Phong nói, đi tới, đầu tiên là vươn tay cởi ra tất cả dây trên người anh ta, sau đó cúi người xuống ôm Trần Phát từ trên bàn, đặt ở xe lăn. Mà lần này, Lâm Phong cuối cùng đã nhìn thấy đôi chân vẫn giấu ở dưới cái mền rộng thùng thình của anh ta. Đó là một đôi chân với bắp thịt héo rút, trông cực kỳ đáng sợ, khô héo như củi khô, tìm không thấy một chút máu. Hiện giờ Trần Phát đã đau đến gần như ngất, ngồi trên xe lăn được đẩy ra khỏi cửa. Long Tử quay đầu nói với Lâm Phong, anh, em trước đưa theo lão đại đi dọn dẹp một chút, đợi lát nữa mới có thể trở về. Em mau đi đi. Lâm Phong vội khoát khoát tay, ý bảo cứ đi đi. Long Tử mới vội đẩy Trần Phát rời đi. Trong sân nhỏ nhất thời chỉ còn lại một mình Lâm Phong. Trong đầu của anh lúc này hỗn loạn, có chút không phản ứng kịp. Những năm gần đây chuyện phát sinh ở trên người đầu to lại ly kỳ như vậy cổ quái. Dù sao ở trong xã hội hiện đại, tình huống kỳ độc ở trong thân thể, hơn nữa không có thuốc nào chữa được thật sự là quá ít. Những cái được gọi là cổ đại độc dược, thế cho nên phối phương gì gì đó, càng là lần đầu nghe nói. Lâm Phong cúi đầu, ở trong sân nhỏ đi tới đi lui lung tung không có mục đích, trong óc đang suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Đúng lúc này, trước mắt một xanh biếc nhan sắc, bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của anh. Ngược lại không phải là những thực vật này rất đẹp, mà là một đám rau cải vài mét vuông trong khoảng sân nhỏ đầy hoa rực rỡ này. Cùng với phương tiện hiện đại hóa so với nhiệt độ bảo hộ ổn định ngoài kia, thật sự là quá nổi bật. Các bạn đang nghe chuyện nông dân làm giàu gà trống nuôi con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 259, uống xong anh sẽ thoải mái rất nhiều. Trước mặt đất nhỏ khoảng chừng 3-4 mét vuông, trồng hơn 10 loại thực vật, có thể nhìn ra được những thực vật này bị tỉ mỉ xử lý. Bên trong một cây cỏ dại cũng không có, thổ nhưỡng cũng đen thui, màu mỡ lại ẩm ướt. Hơn nữa, mặc dù là khoảng cách xa như vậy, Lâm Phong cũng nhanh chóng nhận ra lá của những thực vật này. Anh là đã gặp, đây không phải là lá của dã nhân sâm sao. Ban đầu ở trong cửa tiệm của bà chủ kia, Lâm Phong liền mua về 6 dã nhân sâm non, sau lại để ở bên trong không gian trồng vài ngày, để sau bán giá cao. Vì vậy Lâm Phong nhớ rất kỹ hình dáng của nhân sâm. Lâm Phong đi về phía mảnh đất 3 mét vuông, anh vốn còn hiếu kỳ sao đầu to lại trồng loại nhân sâm này, trong óc đột nhiên linh quang lóe lên nghĩ tới những lời. Đầu to nói với mình, dường như trong phối phương giải độc ngoại trừ kim thoát tử còn có nhân sâm nghìn năm cùng kim ti điếu hồ lô trăm năm. Anh đi lại gần mảnh đất trồng rau, mới phát hiện mặt trên lá của những nhân sâm này phân biệt đều treo những tấm báng nhỏ. Lâm Phong tò mò đến gần, nhìn kỹ và phát hiện rằng các dấu hiệu phía trên được đánh dấu bằng các từ như 300 năm, 400 năm, 506 năm, vân vân. Nghĩ đến trên bảng này ghi rõ thông tin chi tiết của từng loại nhân sâm. Lâm Phong ngẫm nghĩ cẩn thận chạm vào những nhân sâm này, phát hiện chỉ có 8 cây, mấu chốt là 8 cây này, anh lại không nhìn thấy nhân sâm ngàn năm. Trong lòng chợt trầm xuống, anh nhanh chân đi về hướng phòng khách. Mới vừa rồi đi tới phòng khách, Lâm Phong liền phát hiện lúc này Long Tử đang giúp đầu to lau sạch thân thể thay một bộ quần áo sạch. Thấy Lâm Phong đi tới, Long Tử có chút ngượng ngùng cười cười. Lơ là anh rồi, thực sự là ngại quá. Chỉ là lão đại và em đều không nghĩ tới độc này nói phát tác liền phát tác, làm cho chúng ta không có chút thời gian phản ứng, khiến cho người ta chê cười. Long Tử gãi đầu, sau đó vội nói với người hầu bên cạnh, mau pha trà cho khách,
đứa nào cũng là đầu gỗ hay sao? Mấy người xung quanh vội đi xuống, pha trà, làm chút điểm tâm, bận rộn một lúc. Nghe hai chữ pha trà, trong óc của Lâm Phong đột nhiên nảy lên ý tưởng, anh nói, toilet ở đâu? Long Tử chỉ cuối hành lang, từ đây đi thẳng, đến cuối là tới. Lâm Phong lập tức vội vã đi về phía toilet. Đi vào toilet khóa trái cửa lại, Lâm Phong lại tỉ mỉ kiểm tra chốc lát, sau khi xác nhận trong toilet không có ai, lúc này anh mới lắc mình tiến nhập không gian. Bên trong không gian, hạt giống rau dưa mà lần trước Lâm Phong gieo trồng, lúc này cũng đều đã phát triển. Các loại các dạng rau dưa trồng chất ở trong mảnh ruộng nhỏ, rất nhiều rau dưa, màu sắc đa dạng, trông cực đẹp. Anh vội tìm một cái hộp giấy, để tất cả rau dưa vào trong đó. Sau đó lại tìm một thùng nước, đổ đầy một thùng nước linh tuyền lớn, sau đó liền lắc mình ra khỏi không gian. Thấy Lâm Phong cầm trên tay nhiều đồ như vậy lúc đi ra, Long Tử lại càng hoảng sợ. Anh, không phải anh đi toilet sao? Sao lại mang theo nhiều đồ như vậy đi ra? Long Tử cảm thấy kỳ quái, dù sao Lâm Phong lúc tới không phải tay không sao. Vậy mấy thứ này từ đâu ra? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi sao? Lâm Phong khoát khoát tay, nói, lúc tới đã mang theo, trước đó anh hỏi đầu to địa chỉ để kêu người ta đưa tới, em không biết rất bình thường. Lâm Phong nói láo không chớp mắt, lúc này đầu to vẫn ở trạng thái nửa ngất nửa tỉnh, không nghe được mình nói lung tung đổ vạ, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không ai sẽ hoài nghi. Quả nhiên Long Tử chỉ nghi ngờ gãi đầu thôi, gã chỉ là không chú ý mà thôi, dù sao gã nhận được điện thoại sau đó mới đi đón Lão Đại và Lâm Phong. Bếp ở đâu? Lâm Phong hỏi. Long Tử có chút khó hiểu, cho nên chỉ vị trí phòng bếp hỏi, anh à, anh đói sao? Em bảo bọn đàn em nấu cho anh nha. Không phải, em cứ ở nơi này chờ anh xong ngay thôi. Lâm Phong nói mang theo một thùng nước linh tuyền lớn đầy tràn cùng một xô rau dưa đi về hướng nhà bếp. Lúc này trong phòng bếp bọn hạ nhân đang chuẩn bị nấu nước pha trà, thấy Lâm Phong bước vào, ai nấy đều hướng về phía Lâm Phong khom người cúi chào. Chào quý khách, các chú đi xuống hết đi, tôi tới nấu nước pha trà. Lâm Phong nói, bọn hạ nhân anh nhìn tôi nhìn anh, có chút khó xử. Tuy dựa theo quy củ thì bọn họ phải pha trà mới đúng, thế nhưng lúc này nếu là yêu cầu do quý khách nhân nói ra, bọn họ cũng không tiện từ chối. Vâng, quý khách nếu như có yêu cầu gì, xin cứ dặn dò. Sau khi nói xong mấy người liền từ trong phòng bếp lui ra. Lâm Phong thở dài một hơi, sau đó cầm lấy ấm nước, đổ hết nước sôi trong ấm, lại từ múc nước trong thùng nước linh tuyền của mình, đổ vào trong ấm. Ngay khi vừa đặt ấm nước ở trên ổ cắm điện nhấn xuống công tắc, lúc này anh mới thở ra một hơi. Mặc dù không biết nước linh tuyền trong không gian cùng những rau dưa này có hiệu quả kìm chế bệnh tình của đầu to bệnh tình hay không, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm thử thôi. Trong óc lúc này giống như là đèn kéo quân nhớ lại trải nghiệm những năm qua của mình, hồi ức còn chưa tan, ấm nước đã reo lên, nước sôi rồi. Lâm Phong vội vàng tắt công tắc của ấm, sau đó đổ nước linh tuyền vào trong ấm trà. Trong bình trà đã có lá trà ngon do bọn hạ nhân bỏ vào. Nước linh tuyền thấm vào lá trà sinh ra hương trà, trong khoảng thời gian ngắn theo nhiệt khí bốc lên nghi ngút. Lâm Phong chỉ cảm thấy tâm hồn sao động lập tức bình an. Toàn thân đắm chìm trong mùi hương của bột trà xanh Nhật Bản. Anh vội cầm ấm trà đi về phía phòng khách. Lúc này Trần Phát đã tỉnh lại. Y mặc dù vẫn cực kỳ suy yếu, thế nhưng trên gương mặt gầy yếu đã hiện lên hai luồng đỏ ửng, đã tươi hơn trước chút ít. Anh cảm thấy thế nào? Tôi rót trà, tôi uống một chút. Lâm Phong nhíu mày nói. Nói xong lời này, Trần Phát còn chưa nói gì, Long Tử liền nhíu mày, nghi ngờ nhìn Lâm Phong. Anh, hiện tại uống trà không tốt lắm đâu. Gã có ý là lúc này Lão Đại coi như là bệnh nặng mới khỏi. Vừa mới sống sót sau khi bị độc phát dày vò lúc này để anh ấy uống trà, đây không phải là không tốt đối với thân thể anh ấy sao? Vị quý khách này chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không hiểu sao? Nghĩ xong, Long Tử liền muốn từ chối. Nhưng ngay lúc Long Tử định mở miệng từ chối, Trần Phát vươn tay, kéo cùi chỏ của Long Tử, ý bảo gã im lặng. Anh biết điều gì nên làm, không sao đâu. Trần Phát trầm giọng nói. Mỗi chữ mỗi câu tăng thêm thanh âm, xem như là mệnh lệnh. Long Tử đờ ra, sau đó im lặng, cắn răng đứng ở một bên, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong cũng không để ý, chỉ là tự mình rót một chén trà, đưa tới trước mặt của Trần Phát. Uống xong anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Chương 260, công hiệu kỳ dị. Nếu là người bình thường nói ra lời này, Trần Phát nhất định sẽ cảm thấy người này đầu óc có vấn đề. Nhưng lúc này nghe Lâm Phong nói như vậy, Trần Phát lại cảm thấy có thể ly nước này thật có thể giảm bớt cơn đau của mình. Loại ý nghĩ này, không hiểu sao lại rất mãnh liệt. Y cười cười gật đầu, sau đó vươn tay, nhận lấy chén trà trong tay Lâm Phong. Chén trà khá nóng, Trần Phát lại không cảm thấy độ nóng của chén trà này. Dù sao độc dược đang dần dần ăn mòn cảm quan của y, trước là chân của y, sau đó từ từ đi lên, có thể mấy tháng nữa hoặc là lâu hơn. Vài năm sau nửa người trên của y cũng sẽ từ từ mất đi chi giác, cuối cùng biến thành hoàn toàn tàn phế. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Lâm Phong, Trần Phát vì để cho Lâm Phong không phải lo lắng cho mình. Y cẩn thận đưa miệng về phía cái chén, nhẹ nhàng thổi mấy hơi, đến khi nước trà nguội đi đôi chút, gã mới tiến tới, nhấp nhẹ một ngụm. Nói thật, bởi vì độc dược ảnh hưởng, vị giác của y đã dần dần thoái hóa. Lúc nước trà vào miệng, Trần Phát thật không phát giác vị của nước trà có gì không bình thường. Chẳng qua là khi nước trà ấm áp đi thẳng từ thực quản xuống dạ dày, lúc đến dạ dày, cảm giác kỳ diệu xảy ra. Trên dưới toàn thân y bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, cứ như một cỗ nhiệt lưu từ dạ dày bắt đầu nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể, quét sau cơn đau cùng uể oải của mình. Một loại cảm giác thoải mái cùng sảng khoái đã lâu không gặp bao phủ Trần Phát, khiến y lập tức cảm thấy kinh hãi. Bao nhiêu năm rồi chưa được hưởng thụ loại cảm giác tuyệt diệu này. Giống như là thân ở trong vực sâu vạn trượng lạnh như băng, đột nhiên có một dòng nước nóng bao phủ chính mình, cực kỳ thư thái. Trần Phát không khỏi cầm lấy cái chén uống vài ngụm lớn, lúc này y cũng không quan tâm nóng gì nữa, dáng vẻ kia quả thực giống như là kẻ khát nước mấy ngày gặp được cam lộ. Ở bên cạnh Long Tử nhìn động tác của Trần Phát, hơi trợn to mắt, cực kỳ kinh ngạc. Lão đại làm sao vậy? Tuy nói đây là trà do khách đưa tới không thể không uống, nhưng cũng đâu cần uống nhiều như vậy. Long Tử hơi lo cho Trần Phát. Dù sao thân thể hiện giờ của lão đại, uống nước trà nhiều không tốt cho thân thể. Vì vậy Long Tử dùng khóe mắt liếc nhìn Trần Phát, nhỏ giọng nhắc nhở, lão đại, uống nước trà nhiều không tốt cho thân thể, em đổi nước sôi cho anh nhé. Trần Phát vội khoát khoát tay, ý bảo không cần. Chú cũng uống một ngụm xem sao, xem có thấy gì lạ hay không. Trần Phát bỗng nhiên nói với Long Tử, trực giác tự nói với mình, nước trà này nhất định không bình thường, hiện giờ Long Tử đang rất phiền muộn. Vừa nghe yêu cầu của Trần Phát, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời lấy ra một chén trà thủy tinh, rót sang chút nước trà, ngửa đầu uống, một hơi cạn sạch. Gã cứ như là chư bát giới ăn nhâm sâm quả, còn chưa nếm mùi vị đâu đó. Thế nhưng lúc nước trà từ thực quản đi xuống, một cỗ mùi trà đậm đà từ trong lỗ mũi chậm rãi tràn ra. Long Tử trong nháy mắt kinh hãi. Đây là... Lão đại, trà này sao lại thơm như vậy, nước cũng rất ngọt. Sau khi Long Tử nói xong, vội lại rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Lúc này đây gã thận trọng thưởng thức vị nước trà ở đầu lưỡi, cuối cùng nuốt vào. Lúc này đây gã xem như đã hoàn toàn nếm rõ ràng mùi vị của nước. Lão đại, nước này có một hương vị đặc biệt, em nói không nên lời, thế nhưng sau khi dùng nước này pha trà, so với bất cứ loại nước trà nào mà trước đó em đã uống, đều ngon hơn nhiều. Sau khi Long Tử trầm ngâm chốc lát, gã nhìn Trần Phát nghiêm túc nói, quả nhiên. Trần Phát nhìn chén trà trước mặt, lại uống một ngụm, lúc này một chén trà lớn đầy tràn đã bị y uống cạn sạch. Lá trà nhất định là của nhà mình, vấn đề hẳn là ở nước dùng để pha trà. Trần Phát ngẩng đầu nhìn gương mặt không chút sợ hãi trước cơn sóng lớn của Lâm Phong, chợt nảy ra ý nghĩ. Phong Tử, nước này là do cậu mang tới sao? Trần Phát hỏi. Lâm Phong gật đầu. Trước đó không phải tôi bảo anh giao cây non kim thoát tử cho tôi sao? Tôi sợ anh lo lắng nên cố ý mang theo loại nước đặc biệt này qua đây. Đây là nước mà công ty bên tôi mới nghiên cứu ra, cực kỳ có tác dụng đối với sinh trưởng của loại thực vật đặc thù này. Lâm Phong tùy ý nói dối. Anh biết cây non kim thoát tử cuối cùng này có giá trị quan trọng cỡ nào với đầu to. Cho nên nói bản thân có chín thành nắm chắc có thể trông ra kim thoát tử, thế nhưng đầu to không dễ tin như vậy. Y khẳng định có rất nhiều nghi ngờ với mình. Lâm Phong làm như vậy, chẳng qua là muốn làm cho đầu to yên tâm mà thôi. Quả nhiên, khi nghe thấy Lâm Phong nói như vậy, trên mặt của Trần Phát rốt cục xuất hiện biểu cảm tương tự với sung sướng cùng buông lỏng. Trước đó tuy nói đáp ứng Lâm Phong, giao cây non cho hắn,
Thế nhưng đây chính là thứ đại biểu cho cái mạng của mình nha. Nó chính là thứ cho mình một tia hy vọng cùng chờ mong cuối cùng. Khóe mắt của Trần Phát cay cay, y hít vào thật sâu, kìm chế tâm trạng kích động. Phong tử, ta cũng không dài dòng, nếu cậu thật giúp tôi trồng ra được kim thoát tử, tôi nhất định có thâm tạ. Lâm Phong cũng cười nhấp một ngụm trà, hướng về phía Trần Phát khoát tay áo. Giữa anh em chúng ta không nói cái này. Tiếp đấy hai người lại trò chuyện khá lâu, nhìn sắc trời đã nhá nhem tôi, Lâm Phong đứng dậy TSMG biệt. Tôi còn phải trở về làm cơm tối nữa, ngươi nếu như dễ dàng, mấy ngày nữa cùng ta cùng nhau trở về Thượng Hải, đến khi kim thoát tử trưởng thành, tôi sẽ giao cho anh. Lâm Phong hướng về phía Trần Phát nói. Lúc này Trần Phát đã thoải mái hơn không ít, nghe Lâm Phong nói như vậy lập tức gật đầu cười. Nói, dù sao sau khi chúng độc cũng chỉ mải ngồi một chỗ, tôi đã rất lâu chưa từng trở về, hai ngày nữa cậu trở về thì báo với tôi một tiếng, tôi và cậu cùng lên máy bay trở về. Tiếp đó Trần Phát lại kêu Long Tử giao kim thoát tử cho Lâm Phong. Lâm Phong thận trọng cất kỹ, đang chuẩn bị đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Trần Phát. À đúng rồi, có phải anh vẫn chưa trồng được nhân sâm nghìn năm hay không? Trần Phát ngẩn người, y nghĩ nhân sâm nghìn năm mà mình trồng ở trong sân nhỏ, chắc đã bị Lâm Phong nhìn thấy, lập tức cười cười cũng không giấu giếm. Đúng vậy, cho nên mới nói hy vọng giải độc quá xa vời, nhân sâm nghìn năm thiếu một năm cũng không được, ta góp nhặt nhiều năm như vậy, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Nhiều nhất cũng chỉ có hơn 800 năm, cho dù cậu thực sự trồng ra kim thoát tử, ta nghĩ đến cuối cùng thuốc này có thể giải được độc hay không, tôi có thể sống sót hay không, đều vẫn là ẩn số. Dù Trần Phát nói năng bình thản, thế nhưng Lâm Phong vẫn nhìn thấy một tia khát vọng với sự sống từ trong mắt của y. Tôi cũng không tham nhiều, như vậy đi, anh giao nhân sâm cho tôi, đến lúc đó nhân sâm nghìn năm cùng kim thoát tử tôi trả lại hết cho anh. Lâm Phong nói xong, Trần Phát còn chưa mở miệng, Long Tử cũng đã ở sát ranh giới bùng nổ. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Nông Dân Làm Giàu Gà Trống Nuôi Con của tác giả Mại Điêu Đích Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.